Hân hạnh đón chào toàn thể quý vị quan khách đến tham dự lễ vu quy của cô dâu Thanh Thúy và chú rể Tùng Long. Và lời nói đầu tiên, Quốc Bảo xin được mạn phép thay mặt chủ hôn nhà gái. Cảm ơn quý vị quan khách, quý bà con gần xa, quý bạn bè, bằng hữu, đồng nghiệp đã dành thời gian quý báu đến chung vui buổi tiệc ngày hôm nay. Và sau, xin gửi lời kính chúc đến quý bà con gần xa, quý vị quan khách và quý bà con tại ấp Lao Vên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề. Vạn sự bình an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài. Và kính thưa quý vị quan khách, và ông bà ta vẫn thường nói là ơn cha cao tựa như non Thái, nghĩa mẹ hiền sâu tựa biển khơi, công cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời 9 tháng cưu mang. Và ơn cha nghĩa mẹ bao la như trời như biển. Chính vì thế mà cô dâu Thanh Thúy và chú rể Tùng Lâm có được hạnh phúc ngày hôm nay, phải nhớ đến công ơn nuôi dưỡng của đấng sinh thành. Và đấng sinh thành của cô dâu và chú rể trong ngày cưới hôm nay, xin quý vị quan khách cho một tràng pháo tay thật lớn để đón chào lên lễ đài chủ hôn nhà gái ông Huỳnh Văn Hải và bà Lê Kim Hoàng. Xin kính thưa quý vị quan khách, và vừa bước lên lễ đài đó là chủ hôn nhà gái ông Huỳnh Văn Hải và bà Lê Kim Hoàng, là song thân của cô dâu Huỳnh Thanh Thúy. Và chủ hôn nhà gái hiện đang cư ngụ tại ấp Lao Vên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Và cùng chung vui với chủ hôn nhà gái có dâu hiền dễ thạo, xin quý vị quan khách cho thêm một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để đón chào lên lễ đài chủ hôn nhà trai bà Châu Thị Xanh và ông Nguyễn Văn. Dạ, xin kính thưa quý vị quan khách, và hôm nay vì đường xá rất là xa xôi cho nên chủ hôn nhà trai ông Võ Văn Hùng là thân phụ của chú rể Tùng Lâm không đến tham dự buổi lễ, thì xin tất cả quý vị quan khách và quý bà con họ nhà gái thông cảm cho. Và vừa bước lên lễ đài, đang đứng trước toàn thể quý vị quan khách, đứng bên phải đó là chủ hôn nhà trai bà Châu Thị Xanh là thân mẫu của chú rể Tùng Lâm. Và người đang đứng cùng với chủ hôn nhà trai đó là ông Nguyễn Văn Gấm, là cậu tư của chú rể Tùng Lâm. Và họ nhà trai hiện đang cư ngụ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Và kính thưa quý bà con gần xa, và xin kính thưa tất cả quý vị quan khách. Và một năm bắt đầu từ mùa xuân, ngày trọng đại nhất trong đời người khởi đầu từ ngày cưới. Cho nên khi nói về tình yêu, nhà thơ Tố Hữu nói: có gì đẹp trên đời hơn thế, người với người sống để yêu nhau. Và tình yêu là món quà cao cả nhất, hạnh phúc nhất và thiêng liêng nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho tất cả mọi người. Và ngày hôm nay, Thượng Đế đã ban tặng tình yêu và hạnh phúc cho cô dâu Thanh Thúy và chú rể Tùng Lâm. Và giờ lành cũng đã đến, Quốc Bảo xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách, chúng ta hãy cùng hướng về đại sảnh cổng tiệc cưới và cho một tràng pháo tay thật lớn để đón chào hai ngôi sao sáng nhất, hai bông hoa đẹp nhất trong ngày cưới hôm nay, cô dâu Thanh Thúy, chú rể Tùng Lâm. Xin mời cô dâu chú rể lên lễ đài. Xin kính thưa quý bà con gần xa, và xin kính thưa quý vị quan khách, và hôn nhân do sự sắp đặt của tạo hóa, mỹ mãn lương duyên thiên tác hợp, ông tơ bà nguyệt khéo xe duyên, cho cô dâu Thanh Thúy và chú rể Tùng Lâm gặp nhau. Và một lần đã tỏ lời yêu, Thanh Thúy duyên dáng theo Lâm về dinh. Và quý vị quan khách hãy nhìn xem, cô dâu Thanh Thúy duyên dáng và xinh đẹp, đang hạnh phúc bên chú rể Tùng Lâm, đẹp trai nè, hào hoa phong nhã. Cô dâu và chú rể rất xứng lứa đẹp
đôi. Bao nhiêu năm tháng đợi chờ, tình chàng ý thiếp bây giờ là đây. Tơ hồng nguyệt lão xe duyên, kết đôi Thúy Lâm nên nghĩa vợ chồng. Và kính thưa quý vị quan khách, hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày lành tháng tốt là ngày 26 tháng 9 âm lịch năm Quý Mão. Để chúc mừng cho nam nữ gia chủ hôn có dâu hiền dễ thạo, chủ hôn nhà gái ông bà Huỳnh Văn Hải có tổ chức buổi tiệc lễ vu quy tại Tư Gia cho trưởng nữ là cô dâu Huỳnh Thanh Thúy, được sánh duyên cùng với chú rể Võ Minh Tùng Lâm là út nam của bà Châu Thị Xanh, cũng là cháu út nam của ông Nguyễn Văn Gấm. Nhận được thiệp hồng, quý bà con gần xa cùng toàn thể quý vị quan khách đã dành thời gian quý báu đến chung vui đông đủ ngày hôm nay là niềm vinh dự rất lớn cho nam nữ gia chủ hôn, làm cho ngày cưới của cô dâu Thanh Thúy và chú rể Tùng Lâm thêm long trọng. Để đáp lại tấm chân tình đó, nam nữ gia chủ hôn cùng với cô dâu chú rể xin cảm tạ quý vị quan khách một lễ cúi đầu, nhất lễ và lễ thành. Và kính thưa quý vị quan khách, thì yến tiệc trong ngày cưới của cô dâu Thanh Thúy và chú rể Tùng Lâm đã được chủ hôn nhà gái ông Huỳnh Văn Hải và bà Lê Kim Hoàng có sự chuẩn bị từ rất lâu. Nhưng trong lúc đón khách làm lễ và chiêu đãi, nếu có điều chi sơ sót xin quý vị quan khách thông cảm cho. Và sau cùng xin chúc tất cả quý vị quan khách có một buổi tiệc thật ngon miệng, gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Và chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, vợ chồng sống bên nhau trọn đời cho xứng với câu dây chầu quấn lấy thân cao, chúc cho Thúy Lâm bên nhau trọn đời. Và xin kính thưa quý vị quan khách, vâng, thì ngày hôm nay để cảm tạ công ơn nuôi dưỡng sinh thành của cha bà mẹ cũng như sự dạy dỗ của cậu Tư Gấm, cô dâu và chú rể sẽ làm lễ dâng rượu lên cha mẹ và cậu Tư hai ly rượu mừng để tạ ơn công nuôi dưỡng dạy dỗ sinh thành. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, thì ngày hôm nay với sự hiện diện chân tình và đầy đủ của tất cả quý vị quan khách là lời chúc phúc cho cô dâu Thanh Thúy và chú rể Tùng Lâm trăm năm hạnh phúc nên duyên vợ chồng. Một lần nữa xin được mạn phép thay mặt chủ hôn nhà gái ông Huỳnh Văn Hải và bà Lê Kim Hoàng cảm ơn toàn thể quý vị quan khách đến chung vui đông đủ ngày hôm nay. Và để chúc mừng cho nam nữ gia chủ hôn có được dâu hiền dễ thạo, Quốc Bảo xin phép được mượn bia làm quà, kính mời quý khách gọi là cảm ơn. Vâng, và ngày hôm nay để cùng chung vui nam nữ gia có được dâu hiền dễ thảo, mừng ngày Thanh Thúy Tùng Lâm chung đôi, nâng ly ta uống mềm môi mới về. Và bây giờ Quốc Bảo xin đếm 1, 2, 3, mời đại gia đình chúng ta cùng nâng ly chúc mừng ạ. Vâng, xin phép kính mời. 1, 2, 3, vô. Rồi xin cảm ơn cậu Tư Gấm cũng như là thân mẫu của chú rể, xin cảm ơn chủ hôn nhà gái. Rồi xin mời cậu Tư và mẹ Xanh cũng mời cha mẹ cô dâu xuống bàn để dùng tiệc ạ.
trao cho em tháng năm vẫn luôn đong đầy, và không quên lời hứa mãi không đổi thay. Tình yêu đắm say giống như gió và mây, tình ta mãi ngất ngây đến sau này. Này em ơi em có hay, khi đã yêu em rồi là trong anh lòng chỉ có em mà thôi. Vì yêu lắm nơi, dễ yêu lắm người ơi, còn mà yêu một người mới khó thôi. Lòng cần một người cùng anh bước đi. Quan khách thì trên lễ đài, cô dâu Thanh Thúy và chú rể Tùng Lâm đang thực hiện nghi thức uống rượu hợp cẩn giao bôi mừng cho Thanh Thúy và Tùng Lâm chính thức đăng quang nên nghĩa vợ chồng. Tài năng ly rượu giao bôi, tình Lâm mãi mãi trọn đời bên Thúy, yêu nhau cho đến bạc đầu, trăm năm biển hẹn non thề thủy chung. Dạ xin kính thưa quý vị quan khách, thì chiếc bánh kem tinh khiết trong trắng và ngọt ngào thể hiện tình yêu của Thanh Thúy và Tùng Lâm dành cho nhau. Và trên lễ đài, cô dâu và chú rể đang thực hiện nghi thức cắt bánh cưới mừng ngày Thanh Thúy và Tùng Lâm chính thức nên nghĩa vợ chồng. Bánh tình bánh nghĩa bánh phu thê, hai mái đầu xanh nguyện ước thề, trăm năm chọn kiếp tình không đổi, ngàn đời vẹn nghĩa giữ sắc son. Tay Lâm nắm lấy tay Thúy, cắt bánh cưới mừng duyên chúng mình. Hôm nay Lâm có Thúy rồi, như cá gặp nước, như rồng gặp mây. Thôi thì ở tại nơi đây, Thúy Lâm nguyện sẽ chọn đời bên nhau. Vì yêu lắm nơi, dễ yêu lắm người ơi, còn mà yêu một người mới khó thôi. Lòng cần một người cùng anh bước đi trong cuộc đời, luôn bên nhau đắng cay vui buồn có đôi. Có trôi luôn là thế thôi. Này em ơi có hay, mặt trăng kia không có hay, tựa lòng này chỉ có em mà thôi. Lòng cần một người cùng anh bước đi trong cuộc đời, luôn bên nhau đắng cay vui buồn có đôi. Đời anh mơ thế thôi, cùng nhau ta đi khắp nơi, và từng ngày thấy em luôn cười tươi. Này một cuộc tình cho một người, bao nhiêu năm có trôi luôn là thế thôi.